Đây, xin chào tất cả mọi người nha. Đây là chiếc xe Exciter của mình đang ráp lên nha. Thì đồ mình xi mới nhưng mà một số mới một số cũ chứ không có hoàn thiện mới hết nha. Một số đồ nào mà ấy thì mình mới xi thôi. Còn như máy móc thì cái phần máy này là mình không đụng chạm tới nè. Ốc này thì xi nhưng mà ốc máy là không rớt, ốc treo máy nha, thì mình muốn giữ còn nguyên trên xe zin thôi. Chống đứng thì mình thay mới luôn, chống đứng thì nó hư rồi dính cốt. Đây, mình sẽ quay sơ lược cho mọi người xem mình lên cái bộ phun xăng nó gọn như thế nào khi mà bỏ dàn áo ra nha. Dây điện thì dây điện zin 150. Đây là cái bộ e 10 nha, 2010 nè. Nắp đầu thì mình đã thay rồi nha. Nắp đầu thì thay của nắp E150. Đây. Cái dàn dây điện nằm ở trên đầu bàn thờ thì mình chưa có làm gọn, mình chưa gắn vô. Đây là hai dây đèn xi nhan. Hai dắt xi nhan. Bộ dây điện thì E150 thì mình để sạc trên đây luôn, tại sạc nằm trên đầu sẵn mình để đó luôn. Rõ thì mình phải bỏ trên dạng áo thì thay full, mình chưa đắp áo. Dàn chân được sơn lại. Của mình là xanh trắng, giờ đây là xanh đen. Đó, sạc này còn rin nó để cho thay khỏi tháo luôn. Đây, đây là cái phần hồng xăng. Boe bắt như rin luôn nha, không có chế cháo gì xài Boe lôi hết. Kim thì mình lần này mình sẽ đổi kim ép 135 kim của số Bắc nha, nhưng mà mình chưa có thay xong rồi mình sẽ thay kim 135 đi cho nó đúng cái dàn hơi này luôn. Đó, dây điện tối qua là mình xử lý lại hết rồi, xử lý làm cho gọn, mình cắt bỏ một số dây dây lửa và dây mát của nó nhiều quá. Mình sẽ quay chi tiết ra. Vậy đó. Mình thay lọc gió xong nha, lọc gió chưa có đây, đang chuẩn bị.